Kính thưa đồng bào quý mến, đây là hình ảnh tôi ôm ảnh tượng Thánh giá Chúa Giêsu cầu nguyện ngày 29 tháng 8 năm 2009 tại đường Boza trước cửa tòa soạn Nhật báo Người Việt. Ngày hôm đó là ngày mà đồng bào thường xuyên cũng như thường xuyên đến đó biểu tình phản đối Nhật báo Người Việt về việc làm sai quấy là đã khinh bỉ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm đó tôi đến đó cầu nguyện xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban ơn tha tội cho tất cả nhân loại và đặc biệt ban ơn cứu rỗi cho người Việt Nam chúng ta mau mau thức tỉnh ăn năn sám hối, sống theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để làm gương cho nhân loại lại mau mắn ăn năn sám hối, sống theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Cũng như tôi cầu xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban ơn cứu rỗi đặc biệt cho quê hương đất nước Việt Nam chúng ta sớm được cứu rỗi khỏi mọi bất công áp bức đã và đang hành hạ dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Sau khi cầu nguyện khoảng 7 phút đồng hồ, sau đó tôi mở mắt ra thì hình ảnh đặc biệt hiện ra trên mây, và đây đồng bào có thể thấy mặt Chúa Giêsu vẫn còn đó. Ở đây là vòng cầu ngũ sắc, và đây là hình màu gốc khuôn mặt Chúa Giêsu. Hình đầu tiên sau khi tôi cầu nguyện xong mở mắt ra, tôi thấy hiện tượng lạ, tôi liền chụp. Và đây là hình ảnh tôi chụp đầu tiên, khuôn mặt Chúa Giêsu rất rõ ràng. Đây là hình màu gốc chụp như thế nào in ra như thế. Sau đó tôi nhờ một người bạn cầu nguyện với tôi chụp hình tôi để mà có trong cái khuôn mặt Chúa Giêsu và phép lạ đây đây. Và tôi đang ôm ảnh tượng Thánh giá cầu nguyện, và đây mặt Chúa Giêsu vẫn còn đó. Và đây là người bạn là Sơn Trần ở thành phố Galago. Tôi nhờ người bạn này chụp cho tôi, và sau đó tôi mời người bạn này ôm ảnh tượng Thánh giá và tôi chụp cho người bạn này. Trong đó hình vòng cầu ngũ sắc vẫn còn đó và nửa khuôn mặt Chúa Giêsu vẫn còn đây. Đây là bằng hữu Sơn Trần ở tại Garden Grove. Kính thưa đồng bào thân mến, ở đây chúng tôi làm hình Chúa Giêsu màu đậm hơn. Và đây khuôn mặt Chúa Giêsu vẫn còn đây. Mặt Chúa Giêsu vẫn còn đây. Đây là hình rất lớn, có thể bề ngang hàng trăm mai, bề dài hàng trăm mai, tại lớn lắm. Đây là vòng cầu ngũ sắc mặt trời nằm ở phía giữa chỗ này nè. Hình này lớn lắm. Và trên mây thì gió thổi mạnh lắm, nhưng mà sau 5 phút mặt Chúa Giêsu vẫn còn đó. Và đây mặt Chúa Giêsu đây, hình đầu tiên tôi chụp đây. Sau đó liên tục Ngài cho nhiều phép lạ hiện ra cho đến ngày hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2015. Và trong số hình ảnh ngày đầu tiên mà chụp được phép lạ này vào ngày 29 tháng 8 năm 2009, trong đó có một hình ảnh vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt mà nhân loại cần phải biết. Đó là hình ảnh quỷ sa tăng, quỷ mãng xà xa xuống quả địa cầu hằng hà sa số. Đây là hình con rắn mình mẩy nó đây, và xa xuống quả địa cầu chúng biến thành quỷ sa tăng, và cái đầu quỷ sa tăng ngay đây, hai con mắt đầu lâu chúng nó ngay đây, ngay ở đằng sau lưng tôi đó. Còn đây là cái miệng của con rắn, hàm trên hàm dưới há miệng ra đây, và chúng sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào không thực sự ăn năn sám hối. Mặt Chúa Giêsu vẫn còn đây, còn đây là hình ảnh Chúa Giêsu giăng hai tay, tức là đã chịu chết trên cây thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Và nếu nhìn kỹ chúng ta thấy là hình ảnh Chúa Giêsu đang bị chết trên cây thánh giá, giăng tay ra, và đầu quỷ sa tăng thì ngay đây, và chân Chúa Giêsu thì đạp lên đầu thằng quỷ sa tăng này. Đồng bào vào trang website của chúng ta xem xét học hỏi tường tận hơn.
Và đây tôi ghi chú rõ ràng về sự việc này. Đó, đây là mình quỷ Satan nè, nguyện quỷ mãng xà nè. Còn xa xuống quả địa cầu hằng hà xa số, chúng biến thành quỷ Satan đi khắp mọi nơi để bắt những kẻ nào không thật sự ăn năn sám hối. Đồng bào nhân loại cẩn trọng, bởi vì quỷ Satan bây giờ ở khắp mọi nơi, chúng hằng hà xa số và có đầy quyền năng hơn con người. Và đương nhiên những kẻ nào không thực sự ăn năn sám hối, cầu xin cùng Thiên Chúa Giêsu, thì đương nhiên những kẻ không thực sự ăn năn sám hối thì chắc chắn sẽ bị bọn quỷ Satan bắt làm nô lệ. Và hiện tại bây giờ hầu hết các tôn giáo làm lành lánh dữ, phải nói là tất cả các tôn giáo bây giờ đều bị quỷ Satan xâm nhập và chi phối, và phải nói là điều khiển, hầu như là hầu hết toàn thời gian của các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên khắp thế giới, đa số đã bị bọn quỷ Satan xâm nhập và điều khiển. Nói đến đây tôi đau buồn và lo lắng cho đồng bào nhân loại chúng ta, bởi vì chúng ta đã quá chậm trễ. Giờ đây thì đồng bào mau mắn làm bổn phận của mình, ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, và đồng thời thông báo cho nhân loại mau mắn cũng làm như thế. Phụ giúp tôi, phụ giúp đồng bào nhân loại thông báo những sấm lệnh này cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp, bởi vì thời biểu của chúng ta đang đối diện với sự hủy diệt mà Kinh Thánh nói là tận thế. Đồng bào thấy đây là hình ảnh Chúa Giêsu cho hiện ra để chúng ta so sánh, vô cùng kinh hoàng, khốc liệt. Nhớ trang website của chúng ta là facegotjesus.com, vào đó học hỏi gấp. Và đây là bọn quỷ Satan, mặt quỷ Satan cảnh báo về việc động đất, tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây và sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng, cũng như là chiến tranh nguyên tử và quyền năng của quỷ Satan và tội ác của nhân loại gây ra, cộng lại sẽ gây ra ảnh hưởng động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây và sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng, và nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhẫn chìm xuống biển nước. Đồng bào thấy rõ ràng đây là mặt anh hùng chiến sĩ trận vong, hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây, kết tụ lại thành một ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Đây là một đầu rồng vĩ đại đây. Hình màu gốc đó chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Rõ ràng lắm, không có chối cãi được. Còn đây là ông bà tổ tiên chúng ta nè, ông rồng bà phụng. Chúng ta có thể dùng hình ảnh này làm quốc kỳ của nước Việt chúng ta, hoặc là hình ảnh này hoặc là hình ảnh này tôi chính đây y sư thánh giống Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam, vua phục vụ chứ không phải là chờ người khác phục vụ cho mình. Đó là lý do tại sao tôi làm gương trước. Tôi đã ròng rã làm việc thông báo tin mừng của Thượng Đế, hồng ân của Thượng Đế cho tất cả nhân loại bấy lâu nay, nhất là cho người Việt Nam chúng ta được biết trước. Giờ đây tôi đã quá mệt mỏi bởi vì hầu hết đồng bào nhân loại đã và đang thờ ơ, nhất là những người có dịp biết về những phép lạ này, nhưng mà đa số là thờ ơ
vô trách nhiệm, đồng thời có những kẻ lại khinh khi nữa. Thật là đau buồn và hối tiếc cho những người đó, bởi vì họ sẽ lần lượt mất tất cả những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế nếu họ vẫn tiếp tục khinh thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Bởi vì họ tiếp tục khinh thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại, thì sau này linh hồn của họ sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Satan vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và linh hồn của họ sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt, nhiều tỷ độ chứ không phải là ngàn độ. Và rồi sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Satan và mặt mày sẽ biến thành quỷ Satan hàng ngàn năm trước khi linh hồn của họ được cứu xét một lần nữa. Tôi chỉ hối tiếc cho họ thôi, cũng chẳng làm gì được, tại vì mình đâu có ép buộc ai, mình không có quyền ép buộc ai hết. Đồng bào nhớ làm bộ phận của mình, phụ giúp tôi phân phát những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, bởi vì chúng ta đã nhận được những phép lạ này trước và Thượng Đế đã mời gọi chúng ta làm gương trước, là thông báo những phép lạ này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Người Việt Nam chúng ta đã nhận được những phép lạ này trước và Thượng Đế đã mời gọi người Việt Nam chúng ta làm gương trước. Copy những hình ảnh này cũng như nhạc tĩnh tâm rồi phân phát cho nhiều người được biết gấp. Và đây là địa chỉ liên lạc với Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Check hoặc money order đồng bào gửi về và đề trên check là Face God Jesus Christ, địa chỉ là 13372 Golden West Street, Suite number 205 Westminster, California 92683 USA. Điện thoại liên lạc với tôi là 714-457-0153. Những ai chưa thật tâm sám hối thì xin đừng gọi tôi vô ích, bởi vì những cái đó sẽ bị áp phê ngược lại. Tức là những kẻ nào khinh thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại thì xin đừng gọi tôi, bởi vì các người không được làm phiền tôi. Và bất cứ ai làm phiền việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại thì sẽ bị hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong xử phạt đích đáng và không chậm trễ. Và sau khi bị xử phạt thì linh hồn của những kẻ đó sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Satan vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Tôi nói trước để cho những kẻ nào cố chấp kiêu ngạo, khinh thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại, quấy phá, ngăn cản việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại, thì sẽ đối diện với sự trừng phạt kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt bởi hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Xử phạt họ thì ráng chịu, đừng có thắc mắc. Thành thật cảm ơn đồng bào.